Em chụp hình đại cũng bay đạp nó luôn mà tụi em chỉ dí rồi. Ờ, chị nghe chị. Ở dưới chung cư cái gì vậy? Xuống hầm nó cũng đi xuống hầm B2 rồi, đang cho đánh xuống hướng xuống hầm B2 rồi. Qua đây rồi. Thấy được nữa. Chèo cái nó lên kế bên. Em mở cái hình nó to lên nhìn cho nó. Đi bãi anh. Ủa BCX mình nhớ là phá tầng rồi đó. Nó lấy cái cây cái gì đó nó dặn bẻ co khổ luôn. Lấy ra dán nhận làm lẹ rồi từ lúc tới cho tới lúc đi 30 giây. Khai cho anh ta là khai. Vâng vâng nghe đàm vâng ơi. Anh Trâm cũng chia sẻ cái công việc cũng để không đại diện. Em nói Hiếu xuống đi rồi em vô cam hỗ trợ anh đi lên phường chứ. Rồi chờ chút rồi đó rồi thôi được rồi cứ chạy cho vui thôi chứ.